Thưa quý vị và các bạn, cúm A là một trong những căn bệnh phổ biến xuất hiện vào mùa đông ở miền Bắc. Thế nhưng đang giai đoạn hè, dịch cúm A trái mùa đang khiến số ca mắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng đột biến và có chiều hướng phức tạp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong 2 tuần gần đây, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và điều trị gần 40 ca bệnh mắc cúm A trái mùa do virus gây ra. Như nước mắt, nước mũi, cái chảy nhiều thì sốt nóng thì sáng, từ sáng đến tối thì bảo con khó thở lắm mẹ ơi, con không thở được, bảo chả biết cái gì ở với cổ con, lâu quá không thở được, thở một tí thôi. Thế thì đi mang con đi cấp cứu viện tỉnh, thì đi cấp cứu thì đi bác sĩ test thì vào cúm A. Đa phần số ca mắc cúm A là trẻ em và đã ghi nhận trường hợp diễn biến nặng, nhiều trường hợp gây biến chứng viêm phổi nặng và đang phải theo dõi điều trị. Cháu bị cúm A hôm qua tối cả đêm, cháu khóc cả đêm không ngủ được. Hôm nay bác sĩ kháng là bảo là truyền kháng sinh cho con. Sáng nay bác sĩ bảo là viêm phổi nặng. Cúm A là căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường lưu hành khi thời tiết chuyển mùa do các chủng virus cúm A phổ biến như AH1N1, AH3N2, AH5N1, AH7N9 gây nên. Bệnh cúm A thường có diễn biến nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng và có nguy cơ cao bùng phát thành dịch. Virus cúm A có thể lây truyền trực tiếp từ người này sang người khác thông qua đường hô hấp hay tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi họng, các giọt nước bọt có virus. Đây cũng là lý do khiến các thành viên trong cùng một gia đình đều dễ mắc cúm A. Cả nhà mình cũng ai cũng triệu chứng như cháu, mệt mỏi, đầy sốt, nhiều nước mắt, nước mũi thì cái da nhiều. Trong cái nhiễm cúm A thì thường bệnh nhân có tình trạng sốt rất là cao mà thường rét run, và có thể có bội nhiễm của biểu hiện của đau họng, hoặc là trong số trường hợp thì nhức đầu rất nhiều và đau mỏi cơ toàn thân. Ngoài ra nếu mà trong cái giai đoạn muộn hơn một chút thì có thể có những biến chứng về phổi gây cái tình trạng khó thở, hoặc là thở nhanh, hoặc là tình trạng của cái suy hấp cấp do tình trạng nặng lên của cúm ạ. Trong giai đoạn bùng phát các ca mắc cúm A, người dân cần hết sức cảnh giác vì các biểu hiện bệnh khá tương đồng với COVID-19 và một số bệnh đường hô hấp khác. Trong đó, trẻ em, thai phụ, người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính là đối tượng dễ bị cúm biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời. Trong một số trường hợp nhiễm cúm mà có dấu hiệu nặng lên như ho, khó thở hoặc sốt cao nhiều thì nên vào viện để được tư vấn và điều trị. Tình trạng nặng nề ở trong những trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm có thể là cái bội nhiễm phổi gây ra tình trạng suy hô hấp mà đôi khi phải can thiệp bằng máy thở, hoặc là những cái can thiệp sâu hơn về hô hấp và điều trị thì bệnh nhân mới có khả năng hồi phục. Cái triệu chứng của cúm cũng rất dễ nhầm lẫn giữa cúm và COVID-19, hoặc đôi khi là cảm lạnh thông thường ạ. Tốt nhất là nên được tư vấn ở cơ sở y tế ạ. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để phòng ngừa cúm A, người dân cần thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tránh tập trung những nơi đông người thời điểm dịch đang lưu hành. Đồng thời tiêm vaccine phòng cúm đầy đủ, đúng lịch, bởi đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh.